Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 24 tháng 1 nói việc Mỹ di tản gia đình của các nhà ngoại giao ra khỏi Kiev là quá sớm và chứng tỏ thận trọng quá đáng. Trước đó, hôm 23 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo đã ra lệnh cho các gia đình, các nhà ngoại giao phải rời Ukraine, trong lúc Tổng thống Joe Biden cân nhắc các giải pháp để tăng cường khí tài quân sự của Mỹ tại Đông Âu, đối phó trước việc Nga tập trung binh sĩ tại biên giới với Ukraine. Lệnh cũng cho phép các nhà ngoại giao Mỹ tại Tòa đại sứ Kiev được phép tự nguyện rời Ukraine, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các giới chức Mỹ đang chuẩn bị cho một hành động hung hăng của Nga trong khu vực. Tòa đại sứ Mỹ nói Nga có thể hành động quân sự bất cứ lúc nào. Tòa đại sứ Anh tại Ukraine ngày 24 tháng 1 cho hay một số nhân viên và gia đình đã rời khỏi Kiev đã ứng trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga. Căng thẳng tại Ukraine đã gia tăng trong nhiều tháng nay sau khi Điện Kremlin tập trung gần 100.000 binh sĩ gần biên giới Ukraine mà phương Tây cho là một sự chuẩn bị gây chiến để ngăn Ukraine gia nhập Liên minh An ninh NATO của phương Tây. Điện Kremlin liên tục phủ nhận kế hoạch xâm chiếm Ukraine, nhưng quân đội Nga đã chiếm một phần lãnh thổ Ukraine khi xác nhập Crimea cách đây 8 năm và ủng hộ các phần tử đòi ly khai ở phía đông nước này.